xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Oanh người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích từ Hàn Quốc đến cho các bạn và trong video ngày hôm nay Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ đi sâu hơn cũng như là tìm hiểu hơn uh, tìm hiểu kỹ hơn về công dụng của dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô này trong việc là hỗ trợ cải thiện sức khỏe và chức năng của hệ tiêu hóa. Thưa các bạn. Hẳn rằng là mỗi ai trong chúng ta thì đã từng gặp phải tình trạng như là đau bụng, đầy hơi, khó tiêu Và thậm chí là có những người không chỉ gặp phải tình trạng này một hai lần Mà hệ tiêu hóa của họ thì dường như là yếu hơn so với những người khác Đồng thời là khi mà ăn uống thì thức ăn trong dạ dày của họ khó tiêu hơn Dẫn đến tình trạng là bị đau bụng, đầy hơi Và thậm chí là còn gặp tình trạng đó chính là dạ dày của họ không hấp thu được các chất dinh dưỡng Từ đó thì ảnh hưởng trực tiếp đến thể trạng và sức khỏe đúng không ạ? Và chính vì vậy làm như thế nào để cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường uh, chức năng cũng như là sức khỏe của hệ tiêu hóa luôn là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. ở uh, như kiểu anh đã chia sẻ, táo đỏ giấy khô đến từ Hàn Quốc uh, là một trong những dòng thực phẩm uh, được rất nhiều người sử dụng, không chỉ bởi hương vị thơm ngon của nó mà táo đỏ còn đã được chứng minh là mang đến rất nhiều công dụng tuyệt vời với sức khỏe của người dùng đúng không ạ? Như là tăng cường sức đề kháng, tăng cường tuần hoàn máu lên não, làm đẹp da, thải độc cơ thể, thải độc gan, vân vân có rất nhiều công dụng mang đến từ dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô này và chính vì thế thì nó được ưa chuộng sử dụng rất là nhiều. Và khoa học thì đã chứng minh rằng là trong táo đỏ sấy khô Hàn Quốc có chứa nhiều hợp chất giúp hệ tiêu hóa của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Lượng chất sơ cao có trong táo đỏ có tác dụng giúp cải thiện hệ tiêu hóa, lượng carbon hydrate có tác dụng làm mềm và tăng tốc độ di chuyển của thức ăn qua đường tiêu hóa và giảm táo bón. Chiết xuất từ táo đỏ có tác dụng tăng cường sức khỏe của đường ruột và dạ dày, giảm nguy cơ tổn thương do loét, chấn thương và sự có mặt của vi khuẩn có hại trong đường ruột. Theo một nghiên cứu, lượng chất xơ có trong táo đỏ có tác dụng giúp gia tăng thức ăn cho các vi khuẩn có lợi cho đường ruột và có rất nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc thì đã chứng minh rằng ở những người mà gặp các vấn đề ở về hệ tiêu hóa khi sử dụng dòng sản phẩm táo đỏ này thì có khả năng hồi phục đồng thời là hệ tiêu hóa của họ khỏe mạnh hơn so với những người không sử dụng và trên thực tế có rất nhiều khách hàng khi sử dụng sản phẩm táo đỏ sấy khô này thì đã phản hồi đến siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ đó chính là họ cảm thấy sức khỏe của mình ổn định hơn đồng thời các vấn đề về hệ tiêu hóa của họ cũng không còn nữa sử dụng táo đỏ sấy khô trong thời gian dài không chỉ giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta được khỏe mạnh hơn như thông tin kiều anh vừa chia sẻ mà nó còn có rất nhiều công dụng ở tốt cho sức khỏe của chúng ta vâng với nhiều tác dụng tuyệt vời như vậy thì Kiều Anh tin chắc rằng đây là một trong những sản phẩm mà bạn không thể bỏ qua rồi, bởi vì để mang lại được sức khỏe tốt nhất cho người thân và cho bản thân trong gia đình đúng không ạ? Và tất nhiên với dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô này thì như các bạn có thể thấy bên cạnh Kiều Anh đang là hộp sản phẩm táo đỏ sấy khô có trọng lượng là 1 kg đến từ Hàn Quốc. Và với dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô này thì có ở thiết kế hộp ngoài vô cùng là sang trọng. Ở đồng thời là với thiết kế tiện lợi như thế này thì chúng ta có thể là sử dụng làm quà tặng cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay thậm chí là cấp trên của chúng ta. Và quan trọng hơn đó chính là dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc thì được sản xuất ở trên dây chuyền công nghệ hiện đại và đã được kiểm nghiệm rõ ràng trước khi tung ra thị trường. Và táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc này thì có một ưu điểm nữa mà Kiều anh phải công nhận đó chính là mặc dù là táo đỏ sấy khô nhưng thớ thịt trong những quả táo này thì vô cùng dày cũng như là khi mà chúng ta ăn trực tiếp thì sẽ thấy là vị ngọt tiết ra từ từng quả táo à, cũng như là với sản phẩm táo đỏ này thì chúng ta có thể là bảo quản ở trong nhiệt độ môi trường bình thường. Vâng, và các bạn hãy nhớ nhá, đó chính là để có thể là uh, tận dụng được hết những công dụng mà táo đỏ mang lại thì chúng ta có thể là sử dụng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như là chúng ta ăn trực tiếp một ngày từ 5 đến 6 quả táo đỏ hoặc là chúng ta hầm táo đỏ với gà chế biến thành những món ăn. Và một trong những cách mà Kiều Anh thấy được rất nhiều người sử dụng đó chính là chúng ta sử dụng táo đỏ sấy khô để làm trà táo đỏ hoặc là nấu chè hạt sen. Vâng, với những cách như vậy thì các bạn hãy nắm rõ thông tin để có thể là uh, sẽ sử dụng chế biến táo đỏ sấy khô dễ dàng, đồng thời là mang đến được lợi ích tuyệt vời nhất cho hệ tiêu hóa của chúng ta nhé và tất nhiên rồi để mua được dòng sản phẩm tốt nhất chất lượng nhất thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc các bạn cũng có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc hy vọng với những thông tin kiều anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích kiều anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau